trình điều khiển của máy. Đây, chạy hoàn toàn trên môi trường Win 7 rất là thân thiện. Các bạn có thể thấy là chúng ta có thể điều khiển bằng màn hình cảm ứng. Ở đây hoàn toàn 100% là tiếng Việt, giúp cho những các bạn công nhân có thể sử dụng máy rất là dễ dàng. Đây là 5 cái thông số quan trọng nhất của máy. Ở đây chúng ta nhập vào kích thước ván, đây là chiều dài, chiều rộng và độ dày ván. Sau đó chúng ta nhập thông số của miếng ván cần cắt. Ví dụ ở đây tôi lấy là dài 210, rộng 150, đơn vị là mm nha các bạn. Chúng ta thêm số lượng 20 chiếc. Okay. Sau khi set là máy sẽ tự động chia ra từ từ để nó. Sau khi cài kiểu cắt tự động thì chúng ta lưu cái thông số miếng ván này lại. Đây chúng ta mở cái bàn phím lên, bàn phím rất là bự và rất là dễ thao tác ha. Ở đây chúng ta sẽ lưu là cưa CNC. Đây. Chúng ta enter và lưu lại. Đây là một cái điểm mình rất là thích ở cái máy này. Tức là sau này các bạn cắt rất là nhiều sản phẩm và mỗi sản phẩm lại có một cái thông số riêng, thì chúng ta lưu lại hết tất cả những sản phẩm đó. Và sau này nếu mà chúng ta cũng cắt lại y chang như vậy, chúng ta chỉ cần mở ra cái file đó và mở cái file tên của cái sản phẩm đó thì máy sẽ chạy lại cái file lúc đầu và chúng ta không cần phải tính toán lại. Đây chúng ta sẽ lưu và CNC và save lại ở đây. Ok. Đây là phần cắt tự động của máy. Chúng ta mở là cái file CNC lúc này chúng ta đã lưu. Đây. Ok. Và bấm bước kế tiếp để thước căn chỉnh tự động căn chỉnh cho chúng ta. Các bạn có thể thấy đó là cái miếng tài theo chiều dọc của miếng ván. Còn đường cắt thứ hai thì thước căn chỉnh sẽ tự động lui ra để cắt đường ván đầu tiên. Cứ như vậy.